Chào mọi người, em Thủy vừa căn chỉnh thái dương, má và chỉnh cằm môi cho bạn nữ nhá. Ảnh gốc của bạn ý, tình trạng mặt cũ của bạn ý thì một bên thái dương bị hóp, một bên má bị lệch so với má bên kia. Má bên phải này bị lệch so với má bên trái. Cằm bạn ý không có cằm, bị lẹ và rất là ngắn. Đó, và khuôn môi thì không rõ nét. Thì ngày hôm nay là Thủy căn chỉnh lại thái dương này, má này, cằm cho bạn ý và tạo hình môi cho bạn ý. Em trong lúc lái mình có thấy đau không? Dạ không ạ. Thế em có ưng ý với cái khuôn mặt bây giờ không nhỉ? Em có. Thế em có muốn chia sẻ cái gì không? Muốn nói lời nào với mọi người không? Môi thôi à? Các mặt luôn, nhà chị mà mặt em đã trở nên cân đối hơn. Em cảm ơn chị nhiều. Chị cũng cảm ơn em nhiều. Cảm ơn em đã tin tưởng và ủng hộ chị nhé. Chào mọi người.